Xin chào các bạn, đã đến với chương trình của chúng tôi, sau đây là đôi lời về sự nghiệp ca hát của ca sĩ John Hồ. Ca sĩ John Hồ, tên thật là Hồ Mạnh Dũng, sinh năm 1962 tại Sài Gòn, trong gia đình gốc Bắc, di cư năm 1954, cha quê Thanh Hóa, mẹ quê Nam Định. John Hồ là con thứ tư trong nhà, với hai anh trai, một chị gái và một em trai. Bố của John Hồ là công chức, có thời gian làm việc cho Sứ quán Việt Nam Cộng Hòa, tại Thái Lan, nên ngoại trừ hai người anh lớn, được gửi học nội trú ở trường Tabus Sài Gòn, còn ba chị em nhỏ hơn, vì chưa đến tuổi đi học, nên sang Bangkok để ở cùng bố mẹ. Khoảng năm 1972, thì gia đình quay trở lại Sài Gòn, John Hồ theo học tại trường tư thục Rạng Đông, trước năm 1963, trường mang tên Aurora, ở góc đường Cao Thắng, Phan Đình Phùng, nay là đường Nguyễn Đình Chiểu. Đây là ngôi trường Pháp Văn nổi tiếng, được thành lập từ năm 1949, nay mang tên là Tiểu học Lương Định Của. Học hết tiểu học, John Hồ lên học đệ thất ở trường Chu Văn An. Thuở nhỏ, John Hồ từng đi học classical guitar, theo trào lưu của bạn bè, nhưng chỉ được vài buổi thì thấy chán, sau đó chuyển sang học violon nhưng cũng không đến nơi đến chốn. Cuối cùng anh lại chuyển sang học vẽ, và cảm nhận được mình có năng khiếu hội họa, từ đó đã gắn bó với lĩnh vực này, cho đến khi sang đến Mỹ, sau năm 1975, gia đình John Hồ lâm vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Mặc dù bố của anh thoát khỏi tù đày, nhưng phải sống ẩn dật, trốn tránh, nên việc mưu sinh của gia đình bảy miệng ăn, đều do một tay người mẹ quán xuyến. Từ một người chỉ toàn làm công việc nội trợ, chăm sóc gia đình, từ lúc đó, mẹ của John Hồ phải xông xáo ra ngoài đi kiếm tiền nuôi năm người con vẫn đang tuổi lớn. Ban đầu, bà đi bán giá đậu xanh ở ngoài chợ trời, nhưng chỉ được một thời gian ngắn, vì không thể cạnh tranh với người bán lâu năm, bà chuyển sang hàng ngày, đạp xe đi buôn bán thuốc tây dạo. Một dịp may mắn, tình cờ bà quen được với các ma sơ của dòng tu trong bệnh viện Estipol, trên đường Phan Thanh Giản, nay là Điện Biên Phủ, và được các sơ tin tưởng giao cho trách nhiệm, đi lùng thuốc tây cho bệnh nhân. Từ công việc đó, bà đã nuôi sống được gia đình. Sau nhiều lần chuẩn bị, cả gia đình John Hồ cùng nhau rời Việt Nam. Nhưng không may là tất cả các chuyến đi đều thất bại, mỗi lần như vậy, thì bao nhiêu tiền tích góp đều cuốn gói ra đi. Cuối cùng, họ quyết định tách nhau ra đi. Cuối năm 1980, John Hồ cùng với người anh kế, tên là Lân, khởi hành từ Cà Mau, trên một chiếc tàu nhỏ hướng về Thái Lan. Sau mấy ngày ra khơi, chiếc tàu có mặt hai anh em đã bị hải tặc hỏi thăm, trên 30 lần, có lần John Hồ bị xách bổng lên, quăng xuống vùng biển sâu hoắm, đen ngòm, phải tự bơi trở lại chiếc ghe, đã bị rách toang hoác. May mắn là trước đó 2 năm, anh đã được bố cho đi học bơi, nên mới có thể sống sót giữa biển dữ. Sau hơn nửa năm sống nổi trôi trong các trại tị nạn, từ Thái Lan qua Singapore rồi Indonesia, anh em John Hồ, được một hội nhà thờ bảo lãnh qua thành phố Sloy, tiểu bang Missouri của Mỹ, vào ngày 1 tháng 7 năm 1981, lúc này còn có thêm người anh cả, tên là Thắng, này cũng đi sau đó không bao lâu, được nhập chung một danh sách để cùng đến Mỹ. Vì chưa quen với khí hậu lạnh lẽo mùa đông, ba anh em cảm thấy khó khăn khi sống ở miền đất này. Hàng ngày phải đón xe bus và đi bộ đến trường trong những ngày đông băng giá. Cuối tháng 8 năm 1981, John Hồ lần đầu được đi học trên đất Mỹ, đó là trường trung học Roosevelt High School, một ngôi trường có hình dáng bên ngoài giống như một tòa lâu đài trong truyện thần thoại. John Hồ chỉ sống ở đây chỉ có 3 tháng, nhưng phải ở trọ hai chỗ khác nhau, rồi sau đó cùng với anh kế làm một chuyến băng ngang nước Mỹ để chuyển sang sống ở miền Nam California khi cả hai đều không có tiền bạc trong người. Người anh cả chọn vẫn ở lại St. Louis để tiện cho việc học hành. Kể từ đó, cuộc sống của John Hồ bước vào một giai đoạn mới, và trong những ngày đầu ở Nam California, thì cuộc sống của anh vẫn rất khó khăn chưa có dấu hiệu là sẽ được sáng sủa hơn. Tình trạng chỗ ở vẫn chỉ là tạm bợ, qua ngày đoạn tháng. Chỉ trong vòng 3 tháng, họ đã phải thay đổi chỗ ở đến 3 lần, cùng với đó là phải chuyển trường 3 lần theo nơi ở. Khi mới đến Nam California, anh em John Hồ, ở thành phố Costa Mesa trong một căn nhà nhỏ hẹp,
chung tiền thuê với nhiều người khác cho đỡ tốn kém. Tuy nhiên chỉ ở được một tháng, thì chủ nhà phát hiện căn phòng vốn chỉ cho hai người thuê, đang chứa tới 6 người, nên tất cả bị đuổi khỏi nhà trọ. Tiếp theo sau đó, không vì lý do này, thì cũng lý do khác, cả năm trời hai anh em John Hồ, bị đuổi ra khỏi nhà liên tục. Ở được 1-2 tháng, chưa ấm chỗ, thì phải đi kiếm phòng khác. Đến cuối cùng thì vận may cũng tới, khi hai anh em họ mướn được căn phòng trên lầu, của một người mà John Hồ gọi là bác Mai, một phụ nữ người miền Trung, lấy chồng là cựu binh Mỹ. Ở nhà bác Mai, cuộc sống của hai anh em bắt đầu ổn định hơn trước, không còn những ngày long đong xách túi dọn nhà. Tại Nam California, ngôi trường trung học mà John Hồ gắn bó lâu nhất là Valley High School, ở thành phố Santa Ana, lúc đó anh đã 20 tuổi, nếu tính năm sinh là 1962, nhưng có thể đã khai giảm tuổi, khi còn ở trại tị nạn để được đi học tại Mỹ, cũng như được nhận trợ cấp. Tại ngôi trường này, John Hồ tham gia lớp hát mang tên Chamber Singer, hát kiểu ca đoàn nhà thờ. Chính nhờ lớp nhạc này mà John Hồ đã được rèn giũa khả năng hát, tự bè cho bài hát, chuẩn bị được hành trang quý giá để sau này trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Anh nói rằng nếu không được nhận vào lớp này, thì cuộc đời đã rẽ sang một hướng khác và không thể trở thành ca sĩ. Khi đang học năm cuối trung học, John Hồ cũng đủ tuổi để xin việc làm thêm. Anh được nhận làm bán thời gian sau giờ học, làm chân bồi bàn cho hệ thống nhà hàng Sizzler tại Santa Ana. Cho đến lúc đó, tên của anh vẫn là Hồ Mạnh Dũng, và khi sang Mỹ thì bị đảo ngược thành Manh Dung Ho. Khi đi làm thêm, mỗi người có một tấm thẻ chấm công, tên của anh bị quản lý ghi nhầm thành Manh Dung Ho, trong đó chữ Dung, với Ho, trong tiếng lóng của người Mỹ không được đẹp, thậm chí còn không được thơm tho cho lắm. Khi bị đồng nghiệp châm chọc vì cái tên này, Hồ Mạnh Dũng chọn một cái tên khác, đó chính là John Hồ, với chữ John, được nói chạy, đi từ tên Dũng, sau này khi chập chững đi hát, không biết lấy nghệ danh gì, anh bèn dùng luôn tên John Hồ trên giấy tờ cho tiện. Lúc lấy tên này, anh không hề biết rằng bên Hawaii của Mỹ đã có một danh ca rất nổi tiếng tên là John Ho, sinh năm 1930, mất năm 2007. Tuy nhiên, có thể nói sự trùng hợp này có thể coi là dấu hiệu báo trước về cuộc đời ca hát rất thành công của John Hồ, người Việt Nam thời gian sau đó. Hơn nữa, cũng nhờ ở sự trùng hợp với tên người nam ca sĩ người Mỹ này, mà John Hồ người Việt đã chiếm được cảm tình của các thầy cô giáo vốn hâm mộ John Ho người Mỹ. Thậm chí, anh còn học thuộc lòng nhạc phẩm nổi tiếng The Tiny Bubble của nam danh ca John Ho người Mỹ để hát cho thầy cô và bạn bè nghe. Học xong trung học, John Hồ bước chân vào college và bắt đầu rất hứng thú với những giờ học nhạc tại Orange Coast College. Trong 2 năm cuối học tại đây, anh bắt đầu có nhiều đóng góp cho văn nghệ của trường, với một nhóm gồm 4 người bạn thân, trong đó có Mai Khanh, là con gái của nhà văn Nhật Tiến. Nhờ những hoạt động tích cực đó, mà John Hồ đã được bầu là hội trưởng hội học sinh Việt Nam tại Orange Coast College vào năm 1985, cũng là năm cuối cùng anh theo học ở đây. Sau khi ra trường, John Hồ bắt đầu tham gia sinh hoạt văn nghệ, thời gian nửa cuối thập niên 1980, anh đi hát ở nhiều phòng trà, nhưng nghề ca hát không thể nào đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày, nên ngoài những lúc đi hát, John Hồ vẫn còn giữ cái công việc, chạy bàn bán thời gian trong hệ thống nhà hàng Sizzler, như thời còn đi học. Ban đầu, John Hồ hát với ban nhạc The Key, tại Sài Gòn Cabaret, nhưng sau đó, phòng trà này mời về ban nhạc The Dreamer của gia đình nhạc sĩ Phạm Duy, cùng với nam danh ca Tuấn Ngọc, thì ban nhạc The Key, cùng với John Hồ bị mất việc. Tuy nhiên ngay sau đó, vợ chồng ca sĩ Duy Quang và Mỹ Hà khai trương vũ trường đêm Đông Phương, Nút Dorian, đã mời John Hồ cùng ban nhạc The Key sang hát, xuất hiện bên cạnh dàn ca sĩ nổi tiếng là Duy Quang, Thái Hiền, Thái Thảo, Minh Xuân, Minh Phúc, Trọng Nghĩa. Thời gian này, danh ca Thái Thanh vừa mới từ Việt Nam sang, cũng được cháu ruột là Duy Quang mời hát, nên khách kéo đến vũ trường rất đông, để diện kiến thần tượng. Tuy nhiên, chỉ được vài tháng thì Thái Thanh không hát nữa, đêm Đông Phương chỉ trụ được 2 năm thì đóng cửa, John Hồ lại có cơ hội được chuyển sang phòng trà Rít của nhạc sĩ Ngọc Chánh. Đó là một niềm vinh hạnh với ca sĩ, vẫn còn ít tên tuổi như John Hồ,
vì Rít thời đó quy tụ rất nhiều ngôi sao của làng nhạc hải ngoại. Bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp ca hát của John Hồ là, sau đó anh tham gia ban nhạc Bolero của nhạc sĩ Duy Hạnh. Đồng thời anh cũng tự nhận thấy giọng hát của mình còn kém cỏi nên đã ghi tên theo học những lớp luyện thanh. Nhờ chăm chỉ luyện tập, và cũng nhờ kinh nghiệm khi hát trong ban nhạc Bolero, John Hồ có được cơ hội tiến xa hơn trong sự nghiệp. Vào đầu thập niên 1990, ban nhạc Bolero được Trung tâm Thúy Nga mời xuất hiện trên chương trình Paris by Night 12, với chủ đề xoay quanh những liên khúc nhạc trẻ. Trong phần trình diễn của ban nhạc, John Hồ đã trình bày hai ca khúc Em Đẹp Như Mơ và Black Magic Woman. Sau lần xuất hiện đầu tiên trên video đó, John Hồ đã được Trung tâm Thúy Nga chú ý và chính thức mời hợp tác từ Paris by Night 15 năm 1992. Với nhạc phẩm mang tên Diana, anh đã tạo ngay tên tuổi cho mình với kỹ thuật hát vững vàng, nhờ lớp luyện giọng, đồng thời có được sự dạn dĩ sân khấu vì hát trong ban nhạc một thời gian dài. Trong những chương trình video đầu tiên trong sự nghiệp ca hát, John Hồ chỉ chuyên trình bày những nhạc phẩm ngoại quốc, tuy nhiên sau đó, anh dần chuyển sang hát nhạc Việt, và thành công với những ca khúc đầu tiên như Người Tình Trăm Năm, Em Hiền Như Ma Sơ, Tình Khúc Buồn. Đã hơn 30 năm qua, đi trên chặng hành trình ca nhạc của John Hồ, tham gia cả hai trung tâm âm nhạc lớn nhất hải ngoại là Thúy Nga và Azer, có thể nói, John Hồ là một trong vài nam ca sĩ thành công nhất tại hải ngoại. Mới đây, tại chương trình Music Box, John Hồ đã chia sẻ đôi điều về cuộc sống và sự nghiệp của mình. Dù đã hoạt động 36 năm, nhưng đến hiện tại, John Hồ vẫn là một ca sĩ khá ăn khách, đắt sâu. Anh nói, tôi đi hát đến giờ đã được 36 năm rồi. Rất nhiều ca sĩ cùng thời với tôi đến giờ không còn đi hát nữa, nhưng riêng tôi vẫn hoạt động miệt mài và còn rất nhiều show để hát. Có những tuần vào ngày lễ Tết, tôi hát liên tục 5 show trong 5 ngày, bay từ đầu này qua đầu kia nước Mỹ rồi ngược trở lại. Cuối tuần nào tôi cũng đắt show. Để làm được như vậy, tôi nghĩ đơn giản rằng, thanh xuân không còn lại bao nhiêu, nên phải làm, đánh mạnh đánh lẻ rồi còn về hưu sớm. Với lại, tôi vẫn độc thân, chưa lập gia đình nên có nhiều thời gian rảnh, không bận tâm, lo nghĩ quá nhiều thứ. Bởi vậy nên tôi yên tâm chạy show thoải mái. Nếu tôi lập gia đình và sinh con, tôi sẽ khó chạy show liên tục được, vì sẽ bị phân tâm. Chẳng hạn, đang đi show, tôi sẽ phải lo lắng không biết con cái ở nhà thế nào, rồi hát xong phải gọi ngay cho con. Trước giờ, tôi chưa từng dính vào tình yêu nào. Lúc nào tôi cũng là người đến sau, đứng sau lưng hạnh phúc, nhìn hạnh phúc của người ta mà cười, cười mà mắt rưng rưng. Ngoài ra, tôi đi hát được đến giờ này cũng do lòng yêu nghề của tôi. Đó là nguyên nhân chính giúp tôi còn nhiều năng lượng, nhiệt huyết để đứng trên sân khấu, hát và cống hiến cho khán giả. Chương trình tới đây là hết. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại video kế tiếp. Hãy bấm đăng ký, bấm vào cái chuông để cập nhật thông tin mới nhất. Bye bye.